xin chào các bạn. Map này bây giờ mình đang gặp một là trong những cái đối thủ khá là mạnh và đầu đội chúng ta chỉ level 18 mà thôi, trong khi đó chúng ta lên 19. Không biết anh ấy cũng sẽ triển khai cái chiến thuật gì như thế nào đây. Lên HQ bộ là mình đã lên trung tâm cung cấp luôn, nên mình sẽ sử dụng cái trang bị chính xác.